Sáng ngày 29 tháng 10, tại trường Đại học Sài Gòn, An Dương Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra lễ khai mạc chương trình đi bộ với chủ đề Doanh nghiệp quận 5, gắn kết, nghĩa tình do Ủy ban Nhân dân quận 5 phối hợp với các đơn vị tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Minh Kiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 5 cho biết, đây là một trong những hoạt động tôn vinh giá trị của cộng đồng doanh nghiệp nhân dịp kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13 tháng 10 năm 2004, ngày 13 tháng 10 năm 2023. Quãng đường đi bộ gần 3 km, khoảng 1.000 người, gồm doanh nhân, người lao động, cùng tham gia quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp trên địa bàn quận 5. Thông qua chương trình, có 69 doanh nghiệp ủng hộ kinh phí chăm lo Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 cho gần 400 hộ nghèo và cận nghèo, 101 trẻ mồ côi khó khăn trên địa bàn, ổn định cuộc sống với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Trong đó có sửa chữa một căn nhà cho hộ khó khăn trị giá 50 triệu đồng.